Mọi ngày thì là nên một mẫu xe Porsche, và hôm nay thì độc đáo hơn với các bác là em nên cho các bác một mẫu Toyota Hiace, một dòng xe tư bản, một dòng xe lười đồng cuối đá, và phải nói là rất là ok luôn. Chiếc xe này thì nó sinh ra là ở Hải Dương đấy, và 2021 thì được bác chủ xe dắt về Quảng Ninh để chạy trường mầm non. Và hiện tại bây giờ thì trường mầm non người ta không cho chạy đời thấp nữa, bắt buộc là phải là đời cao mới chạy được. Thì có cơ duyên với bác chủ xe là bác ấy mang chiếc xe này đến đổi cho em, và lấy 2018 của em về. Thì em mua chiếc xe này thì em cũng nói thật với anh chị rằng rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Nếu mà anh chị mà đang có nhu cầu mà mua chiếc xe này về quán cải để mà chạy ha, thì là em phải nói là quá là xuất sắc luôn với em này. Và cam kết với anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, máy còn nguyên zin, keo chỉ zin 100%. Đấy, nói rõ các bạn là như thế. Và xe phải nói là rất là đẹp luôn. Các bác nhìn cái thân hình của em nó mỏng mỏng như này thì các bác biết là em nó đẹp cỡ nào rồi. Và nội thất thì của em nó thì khá là ok. Đấy, và cái xe thì em nói thật với anh chị rằng nó quá xuất sắc đi. Đấy, tất cả khe hở này các bác nhìn này, khe hở rất là đều, rất là đẹp luôn. Anh chị thấy chưa, rất đều, rất là đẹp, không hề có lệch lạc gì cả. Đây anh chị nhìn này, rất là đều và đẹp nhé anh chị nhé, rất đều và đẹp. Nội thất của em nó thì đây, nội thất thì nó rất đơn giản thôi. Đấy, bọc ghế ra rồi các bác ạ, bọc ghế ra rồi. Thêm nữa là cửa điện đầy đủ này, cửa điện đầy đủ. Và những cái khe kẽ như này rất là đẹp, rất là đều, không hề lỗi, không có va chạm lên xe, rất là đẹp. Độ khe hở của nó rất là đều luôn anh chị nhá. Cái chiếc xe này mà anh chị mua về quán cải chạy thì hàng thì quá tuyệt vời. Hoặc các bác nào đang có nhu cầu mà về chạy học sinh thì mua chiếc xe này về cũng được. Đấy, rất đẹp nhá. Anh chị đang có nhu cầu về một mẫu xe này thì cứ liên hệ ngay cho em Khanh theo số điện thoại của em là 0943 622 621, cho em Khanh chuyên xe 16 chỗ ạ. Đấy, xin chào toàn thể quý vị chị ạ.